Chí tôn chiến thần chương 786, song ca Thường Dương cắt một miếng táo bỏ vào miệng Vừa nhai vừa nói Tôi nói này, xếp viên Bây giờ ông cứ dứt khoát dẫn người đi là được Cần gì phải lề mề thế này Viên nhai vĩ xua tay nói Không được Bây giờ mọi người đều chưa chuẩn bị ổn thỏa Nếu tạm thời dẫn đi Sẽ tổn thất cực kỳ lớn cho mọi người Chắc chắn sau lưng sẽ có người mắng chửi tôi hơn nữa kỳ trấn vẫn chưa ra tay với tôi, tại sao tôi phải tự mình rời đi. Tôi ở lại châu báu hằng tinh, trong ứng ngoài hợp với Rip, từng bước phá vỡ thực lực của châu báu hằng tinh mới là thượng sách. Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, rất có khả năng kiểu đào tẩu tập thể này sẽ dính dáng đến tội phạm thương mại, chúng ta vẫn nên thận trọng một chút. Thường Dương nhún vai đáp, tôi cũng chỉ đề xuất vậy thôi, chứ đâu có nói bây giờ nhất định phải đi. Ngược lại, Tổng Giám Đốc Viên, tôi phải nhắc nhở ông một câu, nếu ông có thể sớm rời đi thì hãy rời đi, giang sách suốt ngày nhìn chằm chằm ông, hơn nữa cậu ta còn là tâm phúc của kỳ trấn, nên rất bất lợi cho ông. Tôi biết rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hai người đang bàn bạc thì thư ký mở cửa đi vào thông báo, tổng giám đốc viên, quản lý thường, làm phiền hai người đến phòng hội nghị một chuyến. Chúng tôi đến phòng hội nghị làm gì? Chủ tịch kỳ tổ chức cuộc họp gấp với các quản lý chi nhánh, Ồ, viên nhai vĩ và thường dương liếc nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy, đi về phía cửa. Ông ta mở cuộc họp vào lúc này, khiến người khác khó mà đoán được. Kỳ trấn vừa quay về công ty đã gặp mặt giang sách, gặp xong cũng không nói chuyện với người khác, mà dứt khoát chọn mở cuộc họp, rốt cuộc ông ta định làm gì. Dù gì viên nhai vĩ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần kỳ trấn có bất kỳ ý định nào động đến ông ta, ông ta dẫn người chạy trốn ngay. Cùng lắm thì đồng quy vô tận, ai cũng đừng hòng sống tốt. Chẳng mấy chốc, viên nhai vĩ và thường dương bước vào phòng hội nghị ngồi xuống, cùng tham dự cuộc họp còn có các nhân viên quản lý khác của công ty, nói chung, về cơ bản người nào có thể đến đây đều đã đến. Viên nhai vĩ nhìn một vòng, trong lòng khá ổn định, bởi vì về cơ bản mọi người có mặt ở đây đều là tâm phúc của ông ta. Bề ngoài, kỳ trấn là ông chủ công ty này, nhưng toàn bộ đám người bên dưới này đều là tâm phúc của viên nhai vĩ, có thể tưởng tượng được lời nói của ai có tác dụng hơn. Đợi mọi người đã đến đông đủ, Kỳ Chấn tươi cười nói, "Mọi người, hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây không vì lý do nào khác, mà chỉ muốn thông báo với mọi người rằng tôi, Kỳ Chấn tôi đã bàn bạc với hội đồng quản trị của tổng bộ rồi, chuẩn bị dốc toàn lực tiến công vào khu vực Giang Nam để mở rộng và phát triển châu báu hàng tinh, trở thành doanh nghiệp châu báu số 1 ở khu vực Giang Nam." Mọi người liếc nhìn nhau, chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc mọi người đều biết rất rõ kỳ trấn sớm đã có suy nghĩ này kỳ trấn ngừng một lát rồi nói tiếp bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết về suy nghĩ của tôi trước tiên chúng ta phải biết rõ đối thủ của mình là ai ở khu vực giang nam công ty duy nhất có thể cản trở chúng ta chính là châu báu thiệu anh nghe thấy bốn chữ này tim của viên nhai vĩ khẽ run lên ông ta càng lắng nghe kỹ càng hơn Kỳ Trấn nói, ban nãy tôi đã tiến hành trao đổi rất lâu với giám đốc thu mua giang sách, rồi lập ra một kế hoạch nhắm vào châu báu thiệu anh, để loại bỏ đối thủ này. Tiếp theo, mời giang sách nói tường tận hơn cho mọi người biết. Nhất thời, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía giang sách. Giang sách cũng không mất bình tĩnh, mà nói thẳng, theo điều tra của chúng tôi, châu báu thiệu anh có tổng cộng 3 nhà cung cấp đá thô ổn định, lần nào cũng mua một lượng lớn đá thô từ tay ba nhà cung cấp này. Kế hoạch của tôi là là rút củi dưới đáy nồi, cắt đứt nguồn hàng của châu báu thiệu anh. Kế hoạch cụ thể là tôi sẽ liên lạc với ba nhà cung cấp chính, rồi mua hết đá thô chất lượng cao vào quý sau của bọn họ. Bằng cách này, châu báu thiệu anh chỉ có thể mua phải hàng kém chất lượng từ ba chỗ nhà cung cấp chính, hoặc chỉ có thể thu mua ở những nơi khác với mức giá cao. Dù là sự lựa chọn nào cũng khiến châu báu thiệu anh tổn thương đến gân cốt. Mọi người nghe đến mức hơi mơ màng, không hiểu cho lắm viên nhai vĩ thử giải thích giám đốc giang ý cậu là chúng ta sẽ mua hết đá thô chất lượng cao cấp từ tay ba nhà cung cấp chính chỉ để lại một ít đá thô tạp nham cho châu báu thiệu anh đúng không chính xác giang sách đáp lại chắc nịch ha ha viên nhai vĩ cười nói giám đốc giang cậu có biết mỗi quý ba nhà cung cấp chính đó có bao nhiêu hàng tồn kho không hả cậu phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể mua hết chúng cộng thêm việc trong đống đá thô còn nhiều hơn núi kia làm sao cậu biết đâu là cực phẩm, đâu là tạp nham? Giang sách gật đầu đáp, vấn đề mà Tổng Giám Đốc Viên đưa ra rất có tính đại biểu. Kế hoạch này có hai điểm khó khăn, thứ nhất là cần phải có một khoản tiền lớn để thua mua, thứ hai là phải phán đoán chính xác đâu là cực phẩm đâu là đồ bỏ đi. Viên nhai vĩ rũi tay nói, theo tôi thấy, muốn thỏa mãn hai điều này còn khó hơn lên trời. Kế hoạch này của cậu đúng là đồ viển vông. Mọi người có mặt tại đây đều bật cười. Quả thật, trong tình huống bình thường, một kế hoạch như vậy hoàn toàn không thể hoàn thành. Giang sách im lặng một hồi lâu, lặng lẽ đợi tiếng cười nhạo của mọi người lắng xuống. Sau một hồi im lặng, Giang sách mới lên tiếng nói tiếp, tôi biết hai điều này rất khó, nhưng tôi đã có cách giải quyết. Đầu tiên là giá thu mua, tôi đã ước tính qua loa, đại khái tầm 2 tỷ mới có thể mua đứt đá thô chất lượng cao từ tay ba nhà cung cấp chính, hơn nữa người ta không thể bán theo mức giá đóng gói, Chắc chắn giữa giá đóng gói và giá cao cấp sẽ có một mức giá chiết chung, do đó, tôi cho rằng sẽ có thêm một khoản treo 500 triệu nữa, nói cách khác, chúng ta cần phải thu gom 2 tỷ rưỡi tiền mua hàng. 2 tỷ rưỡi là một con số trên trời. Viên Nhai Vĩ nhún vai nói, "Vậy giám đốc Giang, cậu định lấy ra nhiều tiền như vậy bằng cách nào?" "Đây là vốn lưu động đấy, làm sao mà lấy ra được?" Giang Sách còn chưa kịp lên tiếng, Kỳ Trấn đã giành nói trước, "Chuyện này cứ giao cho tôi xử lý." tôi đã bàn bạc với hội đồng quản trị rồi, chúng ta sẽ huy động vốn từ các chi nhánh lớn trên thế giới, trong vòng một tuần có thể thu gom 2 tỷ rưỡi. Mọi người đều không khỏi tặc lưỡi. Để giúp Giang Sách hoàn thành kế hoạch, kỳ trấn thật sự đã ra tay. Việc huy động vốn từ các công ty chi nhánh trên thế giới là chuyện vô cùng nguy hiểm, một khi thất bại, không chỉ chi nhánh ở khu vực Giang Nam bị phá sản, mà các chi nhánh lớn trên thế giới ít nhiều gì cũng gặp phải rắc rối. Một khi thất bại, châu báu hằng tinh sẽ giảm xuống 3 bậc. Tổn thương đến gân cốt. Cảm ơn chủ tịch đã ủng hộ. Giang sách nói tiếp, nhưng chủ tịch và mọi người cứ yên tâm, kế hoạch của tôi sẽ không thất bại. Mặc dù chúng ta phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua đá thô, nhưng tôi bảo đảm với mọi người rằng, chắc chắn mỗi viên đá thu mua đều có chất lượng cao cấp. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chia ra một lượng lớn đá thô có chất lượng cao cấp cho các chi nhánh trên thế giới để gia công, bán hàng, như vậy chúng ta sẽ kiếm được hàng chục tỷ. Chúng ta đầu tư 2 tỷ dưới, nhưng lại lấy về hàng chục tỷ, tiện thể giải quyết luôn châu báu thiệu anh đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta. Khoản tiền này tính thế nào cũng lời to. Viên nhai vĩ nghe xong thì chán lấm tấm mồ hôi, câu hỏi cuối cùng vẫn là câu hỏi cũ, làm sao cậu có thể bảo đảm mỗi viên đá thô đều có chất lượng cao cấp. Giang sách chỉ vào đôi mắt mình, đôi mắt này của tôi sẽ nói cho tôi biết đâu là viên đá thô cao cấp đâu là không phải. chương 787, mật báo. Viên nhai vĩ cười khẩy, đôi mắt của cậu ư, nực cười, chẳng lẽ chúng tôi phải đánh cược tương lai của toàn bộ công ty vào năng lực phán đoán của cậu ư? Chuyện này quá đùa bỡn rồi đó. Ông chủ đã đi đầu phản đối, nên đám tay sai cũng trở nên ngày càng hung tàn. Mọi người đồng loạt chỉ trích giang sách, bảo ý tưởng của anh nực cười và không thiết thực đến nhường nào. Tiếng ẩm ý kéo dài rất lâu. Cuối cùng, Kỳ trấn không thể nhịn được nữa, đập mạnh xuống bàn quát, tất cả im lặng hết cho tôi. Ông ta nhìn mọi người xung quanh, không ai dám nói gì nữa. Chứng kiến cảnh tượng này, kỳ trấn càng tin tưởng lời giang sách. Thật ra về cơ bản toàn bộ tầng lớp quản lý của công ty đều đã bị viên nhai vĩ khống chế, nếu còn không thanh trừ, chi nhánh ở khu vực Giang Nam sẽ thật sự tiêu đời. Ông ta cố kiềm nén lửa giận, nói sâu xa, mọi người hãy nghe tôi nói, quả thật chuyện này nghe có vẻ khá điên rồ nhưng mọi người đều đã biết rõ năng lực của giang sách. Mặc kệ là kỳ tích 100 viên ngọc cao cấp liên tiếp hồi trước, hay là sau này hàng chục công ty tranh giành ký hợp đồng với cậu ấy. Ở phương diện phán đoán ngọc, chắc chắn giang sách là nhân tài hàng đầu, không ai có thể sở hữu năng lực như cậu ấy, cho nên tôi mới dám đặt cược tương lai của công ty vào cậu ấy. Nếu nói một cách khiêm tốn, cho dù giang sách thua cược thì sao chứ? Không có giang sách sẽ không có châu báu hàng tinh ngày hôm nay, vì thế tôi cá cược. Chủ tịch đã nói như vậy rồi, mấy người khác đầu còn gì để nói nữa? Cho dù bọn họ không muốn thừa nhận Giang Sách thì bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Kỳ Trấn hoàn toàn không cho mọi người cơ hội để phản bác, mà nói thẳng, tôi gọi mọi người đến đây không phải là để thương lượng với mọi người, mà là để thông báo. Mọi người hãy nhớ cho kỹ, từ nay về sau, người trong công ty đều phải phối hợp hành động với Giang Sách, bằng không cút khỏi công ty cho tôi. Không ai dám nhìn vào mắt của Kỳ Trấn. Tan họp, Kỳ Chấn vừa dứt mệnh lệnh, mọi người từ từ đứng dậy, lần lượt rời khỏi phòng hội nghị. Đợi sau khi mọi người rời đi, Kỳ Chấn và Giang Sách liếc nhìn nhau, nhưng không nói gì cả. Coi như bọn họ đã xong ca xong, tiếp theo nên đến lượt đối phương biểu diễn rồi. Bên này, Viên Nhai Vĩ và Thường Dương vừa trở về văn phòng đã khóa trái cửa, rồi trốn ở trong phòng thì thầm. Không phải, rốt cuộc Kỳ Chấn và Giang Sách đang có ý gì? chẳng phải bọn họ đang làm chuyện mù quáng hay sao viên nhai vĩ vô cùng khó hiểu bọn họ kéo các chi nhánh trên toàn thế giới vào trong phán đoán đặt cược tương lai của châu báu hằng tinh của giang sách chẳng phải là chuyện mù quáng hay sao thường dương cười khẩy chẳng phải chuyện này rất tốt à dù gì mục đích của chúng ta cũng là phá hủy châu báu hằng tinh bây giờ thì tốt rồi chúng ta không cần phải ra tay nữa mà bọn họ sẽ tự đùa bỡn đến chết viên nhai vĩ cau mày ông ta ngồi xuống đầu ngón tay gõ nhẹ xuống bàn. Ông nói thử xem, liệu kế hoạch của giang sách có thành hiện thực không? Làm sao có thể? Viên nhai vĩ càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, ông vẫn còn nhớ chuyện lần trước chứ. Một trăm viên đá thô liên tiếp đều có chất lượng cao cấp, năng lực của giang sách thật sự vượt xa người bình thường. Khoảng thời gian này, tôi cũng đã âm thầm điều tra, hễ là công ty châu báu nào hợp tác với giang sách đều kiếm được một bột, mỗi lần nhờ giang sách đi chọn đá thô thì không có một viên nào lỡ tay. Giang sách thật sự có năng lực đặc biệt nhận biết đá thô cao cấp. Thường Dương cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Ông ta hơi sợ hãi nói, nếu đúng là như vậy thì tình hình không được khả quan cho lắm. Ngộ nhỡ giang sách thật sự bỏ ra 2 tỷ rưỡi mua hết đá thô chất lượng cao cấp từ tay ba nhà cung cấp chính, vậy thì bên RIP chỉ có thể mua đá thô tạp nham, hoặc bỏ ra số tiền cao gấp mấy lần để mua từ nơi khác. Như vậy chuỗi tiền vốn của Châu Báo Thiệu Anh sẽ khó mà cầm cự được. Cả hai người đều nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bây giờ bọn họ chỉ có thể đặt cược ánh mắt của Giang Sách có chuẩn xác hay không. Viên Nhai Vĩ nói, "Thường Dương, ông hãy trông chừng Giang Sách cho tôi, sau đó nghĩ cách chứng thực độ chính xác của ánh mắt cậu ta." Thật ra chuyện này còn cần phải chứng thực nữa ư? Năng lực phán đoán siêu phàm của Giang Sách đã sớm được mọi người biết đến. Thường Dương cũng bất đắc dĩ gật đầu, "Được, tôi sẽ đi trông chừng ngay." Mấy ngày kế tiếp, Châu báu hằng tinh liên tục có những động thái lớn, đầu tiên là huy động vốn từ các chi nhánh trên thế giới, trong vòng 3 ngày đã thu gom được 2 tỷ rưỡi tiền thu mua. Sau đó, giang sách đích thân tiếp cận 3 nhà cung cấp chính, dùng mức giá cao gấp 3 lần giá đóng gói để thu mua đá thô của đối phương, rồi đưa ra yêu cầu duy nhất là để cho giang sách đích thân đi lựa chọn. Và thế là một cảnh tượng vô cùng hy hữu đã xảy ra. Giang sách ngồi trong nhà kho của người ta, cộng thêm hai trợ thủ phụ trách đưa đá thô cho giang sách, còn giang sách thì tiến hành phán đoán thử xem có nên mua hay không. Cứ thế anh tiến hành phán đoán từng viên một. Dựa vào tiết tấu này, phải mất mười mấy ngày mới có thể phân loại toàn bộ đá thô của ba nhà cung cấp chính. Trong quá trình này, Thường Dương đã lén mua chuộc một trợ lý, mang về một viên đá thô mà giang sách đã phán đoán. Sau khi cắt ra, quả nhiên là đá thô chất lượng cao cấp, điều này càng chứng thực ánh mắt của giang sách. Nếu để mặc mọi chuyện tiến triển như vậy, e rằng châu báu thiệu anh sẽ tiêu đời đêm tối một chiếc xe hơi lặng lẽ lái đến châu báu thiệu anh cửa xe mở ra viên nhai vĩ bước xuống xe theo nhân viên lễ tân đi vào tòa nhà văn phòng để gặp rip hai người ngồi đối diện nhau viên nhai vĩ cũng không nói nhảm tiến lên nói rip tôi có một tin tức vô cùng xấu muốn nói cho cậu biết ồ tin xấu gì vậy viên nhai vĩ nói ra tường tận kế hoạch của giang sách cho rip nghe hơn nữa ông ta còn đặt viên đá thô mà mình đã lén mang về cắt kia xuống bàn cậu xem đây chính là đá thô mà giang sách đã phán đoán ngôn tình hoàn mặc dù tôi rất ghét giang sách nhưng có một điều tôi không thể không nói ánh mắt của cậu ta thật sự quá nham hiểm hễ là đá thô do cậu ta nhận định chắc chắn sẽ là đá thô có chất lượng cao cấp grip cậu đã gặp phải rắc rối lớn rồi grip nghe xong thì nhíu chặt mày đúng vậy nếu cứ để mặc cho tình trạng này tiếp diễn, một khi giang sách hoàn thành việc phân loại, mua hết lô đá thô chất lượng cao này thì kết quả có thể tưởng tượng được. Châu báu thiệu anh của bọn họ sẽ nghênh đón một trận tai ương. Không được, tuyệt đối không được để giang sách đạt được mục đích. Rip đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, suy nghĩ cách ứng phó. Một lúc lâu sau, mắt anh ta nhất thời sáng lên. Nếu giang sách có thể mua, chẳng lẽ tôi lại không thể? Viên nhai vĩ tò mò hỏi, tổng giám đốc, cậu muốn làm gì? Rip cười nói, chỉ cần đá thô vẫn chưa bán cho giang sách thì nó vẫn thuộc quyền sở hữu của ba nhà cung cấp chính. Tôi hoàn toàn có thể đợi giang sách phân loại xong, rồi dành mua hết trước mặt anh ta. Anh ta bỏ ra 2 tỷ rưỡi thì tôi bỏ ra 3 tỷ. Anh ta bỏ ra 3 tỷ mua đống đá thô cao cấp về, sau khi gia công bán ra, có thể kiếm được cả chục tỷ, nếu tâm địa đen tối hơn một chút, thậm chí còn có thể kiếm được 3 bốn chục tỷ. Đây là cơ hội cực kỳ tốt để kiếm tiền, giang sách sẽ trở thành người làm công, phân loại đá thô cho Rip. Viên nhai vĩ gật đầu, đây là một ý hay, nhưng cậu phải bàn bạc kỹ lưỡng với ba nhà cung cấp chính trước. Liệu bọn họ có nghe lời cậu không? Rip mỉm cười, ông cứ yên tâm, ba ông chủ đó, một người thích đồ cổ, một người thích người đẹp còn người kia thì thích uống rượu. Bọn họ đã bị tôi nắm chặt mạch máu rồi, bảo đảm sẽ lựa chọn bán cho tôi thay vì giang sách chương 788, xuất thủy phù dung. Sau hơn một tuần, giang sách đã phân loại thành công tất cả các khối nguyên thạch chất lượng cao nhất, hơn nữa tiến hành đàm phán với ba nhà cung cấp lớn, hứa sẽ cấp cho mỗi nhà bọn họ 800 triệu tiền mua hàng, tổng cộng là 2,4 tỷ đồng. Bây giờ, chỉ thiếu bước ký hợp đồng và thanh toán tiền. Vì việc mua bán quy mô lớn như vậy cần một chút thời gian chuẩn bị nên Giang Sách đã bàn bạc với họ sẽ ký hợp đồng và thanh toán tiền sau 2 ngày. Giang sách liên tục chỉ thị rằng những khối nguyên thạch này không thể bán cho người khác, chỉ có thể bán cho châu báu hằng tinh, chỉ có thể bán cho giang sách anh. Ba nhà cung cấp luôn miệng đồng ý. Trên thực tế, cho dù bọn họ không đồng ý, cũng không có công ty nào khác chịu mua. Thứ nhất, nếu các công ty khác dám phê chuẩn lô hàng này, chẳng khác nào với việc đối nghịch với châu báu hằng tinh, sẽ không gánh chịu nổi hậu quả. Thứ hai, các công ty khác không có trong tay khoản tiền lớn như trong châu báu hằng tinh. 2,4 tỷ, không phải công ty nào cũng có thể lấy ra được. Cứ như vậy, sau khi thảo luận với tất cả bọn họ, Giang sách rời công ty của nhà cung cấp và quay trở lại châu báu hàng tinh. Trong khoảng thời gian này, mọi hành động của Giang sách đều bị viên nhai vĩ nhìn chằm chằm. Ngay sau khi Giang sách hoàn thành việc phân loại, viên nhai vĩ đã gọi cho Rip và mật báo cho đối phương về vấn đề này. Giang sách quay trở lại công ty và nhốt mình trong văn phòng. Ngoại trừ chủ tịch kỳ trấn, những người khác đừng mong nhìn thấy anh, ngay cả gì quét dọn cũng bị cấm vào văn phòng của anh. Điều này đủ thấy Giang Sách coi trọng nhiệm vụ lần này nghiêm túc như thế nào. Mọi người đều tin rằng Giang Sách đang tiến hành cố gắng cuối cùng trong văn phòng để gom tiền trong thời gian ngắn nhất, hòng có thể để giành được số lượng lớn nguyên thạch này. Tuy nhiên, khi Kỳ Trấn đẩy cửa văn phòng ra, ông ta nhìn thấy Giang Sách đang hứng thú uống cà phê nghe nhạc. Cậu nhàn nhã thật, Kỳ Trấn lập tức đóng cửa lại, đi vào ngồi ở trên sofa, cười ha ha nói, cậu tự nhốt mình trong phòng làm việc, mọi người đều cho rằng cậu bạt mạng làm việc đấy. Giang sách đặt chiếc cốc xuống, chỉ có như vậy mới có thể làm cho những người trong âm thầm đó cảm thấy khẩn trương, cũng có thể kích thích ham muốn phản kháng của họ. Đồng thời, tôi nhốt mình trong văn phòng không phải sẽ thuận tiện hơn cho họ sao? Kỳ chấn ngật đầu. Trong khoảng thời gian này, viên nhai vĩ đã theo dõi mọi động thái của cậu. Họ chắc chắn đã biết việc phân loại bên phía cậu đã hoàn thành. Bước tiếp theo là đợi họ cắn câu. Ngừng một chút, Kỳ Trấn nói tiếp, điều duy nhất tôi sợ bây giờ là Châu Báo Thiệu Anh không có nhiều tiền như vậy. Chú em Giang, cậu nói xem chúng ta ra giá 2,4 tỷ có quá cao không? Giang sách cười thoải mái, yên tâm đi, tôi đã tính toán tốt rồi. Bên Châu Báo Thiệu Anh chắc hẳn lấy ra được cái giá 3 tỷ, cái giá này sẽ đảo rỗng bọn họ kỳ trấn cười xấu xa nói vậy thì không còn gì tốt hơn bây giờ lưới đã răng chỉ cần đợi cá chui vào là được giang sách cười không nói lời nào cầm cốc lên uống một ngụm cà phê ừ cà phê này thực sự rất ngọt khi trời bắt đầu tối sử chính cương một trong ba ông chủ của nhà cung cấp lớn cầm túi ra bước ra khỏi tòa nhà văn phòng còn chưa lên xe ông ta nhìn thấy một người đàn ông gầy đeo kính đi ngang qua ông chủ sử đã lâu không gặp, người tới chính là Rip. Sử chính cương nhìn thấy thì nhiệt tình nói, yo, chú em đến rồi à? Sao nào, tìm tôi nhập hàng à? Rip xua tay, cũng không phải, hôm nay em đến tìm là muốn dẫn anh đi tắm rửa một cái. Tắm rửa? Đúng vậy, em biết một trung tâm tắm rửa, rất thoải mái. Sử chính cương gật đầu, vậy thì tốt, đúng lúc hai ngày rồi tôi không tắm, trên người không thoải mái. Đi thôi, chúng ta đi tắm cùng nhau. Vì vậy, Sử Chính Cương lên xe của Rip và đến một trung tâm tắm tên là Xuất Thủy Phù Dung. Dưới sự dẫn dắt của Lễ Tân, cả hai vào phòng riêng. Rip hoàn toàn không đề cập đến chuyện mua hàng, chỉ đưa Sử Chính Cương đi chơi, trước tiên đi tắm ở trung tâm tắm, sau đó uống một chai rượu vang đỏ hảo hạng, khiến Sử Chính Cương khá vui vẻ. Chờ khi Sử Chính Cương nằm trên giường trong phòng bao, tâm trạng sảng khoái vô cùng, ông ta chỉ vào Rip, chú em à, trong số rất nhiều đối tác, chú là người duy nhất hiểu tôi. Được rồi, đừng có thừa nước đục thả câu nữa, tìm tôi có chuyện gì nói thẳng đi. Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, người ta dẫn bạn đi tắm, mời bạn uống rượu, không thể thuần túy là để mua vui, tất nhiên là phải có mục đích. Rip mỉm cười, nếu ông chủ sử đã nói như vậy, vậy em sẽ không giấu giếm. Hôm nay em đến gặp ông chủ sử anh là để nói về việc mua nguyên thạch. Ồ, chú em, chú muốn nhập hàng của tôi à? Đúng. Ha ha, tôi và chú có quan hệ gì chứ? Muốn nhập hàng thì cứ nói thẳng, không cần khách sáo như vậy. Rip ho khan một tiếng, nói, hàng em muốn mua không phải là hàng hóa thông thường. Sử chính cương thay đổi sắc mặt, ý của chú là. Rip nghiêm nghị nói, ông chủ sử, để em nói thẳng với anh, em nhìn chúng lô hàng mà anh muốn bán cho châu báu hàng tinh. Hai người nhìn nhau rất lâu sử chính cương phụt cười, chú em, chú đang đùa tôi à? Trò đùa này không vui chút nào. Rip lại nghiêm mặt nói, ông chủ sử, em rất nghiêm túc. Sử chính cương thu hồi nụ cười, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đủ rồi, chú em. Chú có biết điều quan trọng nhất trong ngành của chúng ta là chữ tín không? Tôi đã hứa bán nó cho châu báu hằng tinh, làm sao có thể thất tín với người ta được? Nếu tôi cho chú đi cửa sau, sau này các công ty khác còn có thể tin tưởng tôi không? Hơn nữa, các công ty nhỏ bình thường thì thôi đi, nhưng đó là châu báu hằng tinh, một thương hiệu chuỗi lớn toàn cầu, có thể dễ dàng đắc tội sao. Giang sách đã mất hơn một tuần để chọn ra lô hàng đó, sao nào, chú muốn chiếm hời à? Họ đưa ra giá mua cao ngất trời cho tôi là 800 triệu nhân dân tệ, rất tử tế. Cho nên, bất kể nhìn từ mặt nào, tôi hoàn toàn không có lý do gì để bán đợt hàng này cho chú. Những lời này khá dứt khoát, không có chỗ cho thương lượng. Rip đã làm việc với ông ta lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Sử Chính Cương quyết đoán như vậy. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao hợp tác với Châu Báu Hằng Tinh lần này liên quan đến rất nhiều thứ, tuyệt đối không thể dễ dàng thay đổi. Sử Chính Cương không gánh nổi hậu quả. Nhưng Rip vẫn phải lay động được ông ta, nếu giang sách thực sự mua được lô hàng này thì quả là một thảm họa cho Châu Báu Thiệu Anh. Ông chủ sử, em nghĩ, đừng nói nữa sử chính cương chừng mắt nhìn Rip, chú em, lần này cũng vì là chú. Nếu là người khác, tôi đã sớm trở mặt rồi. Đã nói đến nước này rồi, còn nói được gì nữa? Rip nằm xuống. Không còn cách nào khác, xem ra phải dùng vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn mới được. chương 789, mắc câu. Rip nằm yên không nói lời nào, khẽ bấm điện thoại, gửi một tin nhắn ra ngoài. Chưa đầy nửa phút sau, cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa. Rip chưa kịp mở miệng thì sử chính cương đã không kiên nhẫn quát ai vậy có phiền không không biết đây là phòng bao sao ai cho phép gõ cửa cút ngay ông ta chúc tất cả sự tức giận của mình lên người gõ cửa sau đó một giọng nói nũng nịu của một người phụ nữ vang lên từ ngoài cửa xin lỗi thưa ông tôi đã làm phiền ông rồi xin ông thứ lỗi hửng sử chính cương vốn đang nằm lập tức ngồi dậy mắt sáng lên đây là phòng tắm của đàn ông làm sao có tiếng phụ nữ. Mà nghe giọng nói, người phụ nữ ngoài cửa chắc chắn là một cô gái chạc 20 tuổi, giọng nói nũng nịu kia khiến xương cốt người ta giòn tan. Sở thích lớn nhất trong cuộc đời của Sử Chính Cương là phụ nữ. Vừa nghe được âm thanh này, còn trong dịp đặc biệt như vậy, giống như hổ đói nhìn thấy một con thỏ trắng mập mạp, chẳng lẽ lại để cho nó chạy đi. No! Sử Chính Cương kìm nén sự phấn khích của mình, cô có chuyện gì vậy? Người phụ nữ ngoài cửa nói, trung tâm tắm của chúng tôi cung cấp dịch vụ xoa bóp chân, 80 tệ một giờ, xin hỏi ông có cần không? Cần, cần, cần. Sử chính cương vui mừng sắp phát điên, trực tiếp nói, vào đi. Cọt kẹt một tiếng, cánh cửa được đẩy ra, một cô gái duyên dáng yêu kiều bước vào, vóc dáng cao gầy, hai chân thon dài, mặc một bộ quần áo tương đối đơn giản, thân hình chữ S, nơi nên vỉnh cũng cực kỳ vỉnh. Là kiểu khiến đàn ông nhìn là chảy nước miếng. Nhịp tim của Sử Chính Cương tăng nhanh, rip cách nửa mét cũng có thể nghe rõ nhịp tim đập của ông ta. Ha ha, lão già biến thái này quả nhiên chịu kiểu này. Thưa ông, ông cần dịch vụ xoa bóp chân ạ. À? Cần. Người phụ nữ ngồi bên cạnh giường, đôi tay mảnh khảnh xoa bóp chân cho Sử Chính Cương. Vào lúc hai tay chạm vào, cả người Sử Chính Cương như muốn tan ra, mùi thơm từ cơ thể người phụ nữ phả vào mặt khiến người ta không khống chế được tâm trạng, suy nghĩ lung tung. Lần xoa bóp này kéo dài 15 phút, nhưng lại khiến sử chính cương thoải mái cực kỳ. Nhưng chỉ xoa bóp chân thôi có đủ không? Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, ở độ tuổi như vậy và dáng người như vậy, người đàn ông nào lại không muốn tiến xa hơn? Sử chính cương ho khan một tiếng, rất khéo léo hỏi, em gái, phục vụ chỗ các em có mức độ sâu hơn không? Người phụ nữ bĩu môi, lắc đầu, nghe không hiểu. Không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? sử chính cương không phải là một tên ngốc cho dù hiện tại bị dục vọng bao trùm đầu óc của ông ta vẫn dùng rất tốt ông ta ngay lập tức quay lại nhìn rip cười hỏi chú em chỗ họ có kiểu dịch vụ đó không rip giả vờ hồ đồ ông chủ sử em cũng không hiểu sử chính cương suýt chút nữa tức chết loại cảm giác này giống như có một vạn con kiến bò quanh người vậy ngứa cả người nhưng lại không cho gãi cực kỳ khó chịu ông ta thở hắt một hơi trầm giọng nói chú em tôi biết chú muốn cái gì, nhưng thứ chú muốn, tôi thật sự rất khó xử lý. Rip nhún hai tay, ông chủ xử, không phải anh đã nói không nên đề cập đến chuyện này sao? Tại sao anh lại chủ động nhắc tới chuyện này? Sử chính cương tức đến vẹo mũi. Giỏi cho Rip, tại sao nhắc tới chuyện này, trong lòng chú không rõ hay sao? Theo tính khí trước đây của sử chính cương, nếu có người dám lừa gạt ông ta như thế này trước mặt ông ta, ông ta đã đứng dậy và bỏ đi từ lâu rồi nhưng khi nhìn xuống cô gái xinh đẹp yêu kiều kia, ông ta không đành lòng. Cắn chặt răng, sử chính cương nói tiếp, chú em, chú nói đi, chú muốn đàm phán như thế nào. Cuối cùng cũng lay chuyển được rồi. Rip đã được tiện nghi còn khoe mẽ, ông chủ sử, đây là do anh muốn em nói đấy, không phải em chủ động nói. Sử chính cương gật đầu, nói đi. Vậy được, ông chủ sử, em sẽ nói rõ. Em sẽ lấy tất cả những khối nguyên thạch mà giang sách đã phân loại ra từ chỗ anh, không giữ lại cho anh ta một khối nào. Cái này, xử chính cương rất khó xử, thế này không được tốt lắm đâu nhỉ. Cho dù chú để lại cho anh ta một nửa hay một phần ba cũng được, nhưng nếu mua hết thì tôi ăn nói với người ta như thế nào. Còn phải ăn nói cái gì? Không phải các anh vẫn chưa ký hợp đồng sao? Còn chưa ký hợp đồng thì bán thế nào là do ông chủ xử quyết định? Nói là nói như vậy, nhưng làm như thế thì thật không có tín nghĩa. Rip gật đầu, được rồi, ông chủ sử, em cũng không làm khó dễ anh, anh chỉ đơn giản muốn có cớ để giải quyết chuyện của châu báu hằng tinh và giang sách, em sẽ cho anh. Anh ta giơ hai tay lên, làm thành hình chữ thập. Ông chủ sử, như anh đã nói, giang sách sẵn sàng bỏ 800 triệu để mua hàng, và em sẵn sàng trả 1 tỷ để mua. Giá của em hơn giang sách 200 triệu. Kinh doanh từ trước đến nay luôn lấy người trả giá cao nếu như anh lấy cái này đi đối phó với giang sách thì không có vấn đề gì cả, đúng không? Sử chính cương vỗ đùi, vậy thì không có vấn đề gì. Nếu chú chịu trả giá cao, tôi bán cho chú không thành vấn đề gì. Thương trường như chiến trường, giang sách trả giá ít, bị người ta đoạt hàng là đáng đời, tôi cũng có thể ứng phó với bên ngoài rồi. Lý do mà Rip đưa ra đã thực sự lay động suy nghĩ của sử chính cương. Suốt cuộc, nhiều hơn 200 triệu không ít chút nào tất nhiên điều khiến xử chính cương động lòng nhất vẫn là cô gái xinh đẹp trước mặt ông ta ông ta nuốt nước bọt và tiếp tục hỏi chú em à bây giờ chú có thể cho tôi biết ở đây có dịch vụ nào sâu hơn không rip cười thành tiếng vừa cười anh ta vừa mặc quần áo vào và bước ra cửa tất nhiên ở đây có mức độ dịch vụ sâu hơn nhưng tất cả đều là một đối một em ở đây không thích hợp ông chủ sử em sẽ đợi anh ở sảnh trước anh không cần gấp gáp Chơi từ từ, chơi cho thật thoải mái. Hai mắt xử chính cương sáng lên, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng, mừng rỡ như điên, cảm ơn, cảm ơn chú em đã tiếp đái nồng hậu. Rip quay người rời khỏi phòng, đóng cửa và chỉ thị cho thuộc hạ của mình để mắt đến nơi này, cấm bất cứ ai làm phiền nhã hứng của ông chủ sử. Sau đó, anh ta đến đại sảnh một mình. Ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, Rip lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Lão già háo sắc cuối cùng mình cũng thu phục được. Ba nhà cung cấp chính, giành được một, còn hai nhà cung cấp nữa. Giang sách, anh chờ đó cho tôi, tôi sẽ giành hết tất cả những khối nguyên thạch chất lượng hàng đầu mà anh đã dày công phân loại. Không phải anh muốn rút củi dưới đáy nồi của tôi sao? Ha ha, tôi sẽ khiến anh thành cá trong chậu, cho dù anh có nhảy bao nhiêu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Càng nghĩ về điều đó, anh ta càng vui vẻ, không tự giác bật cười thành tiếng khi tất cả những khối nguyên thạch chất lượng hàng đầu được mua về rồi, đến lúc đó lại gia công toàn bộ và bán hết, không biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Thậm chí có thể trực tiếp xác lập vị trí thống lĩnh của châu báu thiệu anh thông qua lần này. Hoàn hảo! Hai ngày sau, Giang sách đến gặp sử chính cương theo thỏa thuận, Giang sách ngồi trên ghế trong văn phòng và mỉm cười nói, ông chủ sử, tôi thực sự xin lỗi. Giá mua 2,4 tỷ là rất lớn, công ty chúng tôi đã phải mất một ít thời gian để gom góp tiền. Bây giờ chúng tôi đã xử lý xong hết, chúng ta hãy ký hợp đồng đi. Trước kia khi Giang Sách đến, Sử Chính Cương rất nhiệt tình. Nhưng lần này, ông ta tỏ ra rất thờ ơ, thậm chí còn ngồi đó đọc báo, không để ý đến Giang Sách. Giang Sách cao mày, cao giọng nói, ông chủ sử, chúng ta ký hợp đồng nhé. Sử Chính Cương nhướng mi liếc anh một cái, lật một trang báo, không kiên nhẫn nói, cậu Giang, thật xin lỗi, lô hàng cậu muốn không còn nữa, cậu đi đi. Cái gì? Giang sách lập tức đứng dậy và nói với vẻ hoài nghi, lô hàng đó do tôi cực khổ mất một tuần để phân loại, sao có thể không còn? Không phải ông đã đồng ý bán cho tôi sao? Sử chính cương gãi đầu, thật sao? Tôi đã hứa với cậu à? Chúng ta đã ký hợp đồng chưa? Ông chủ sử, ông đang chơi xấu. Nói chuyện kiểu gì thế? Sử chính cương tôi từ trước đến nay nói một không hai, sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu khi ký hợp đồng. Nhưng tôi không ký hợp đồng với cậu, sao cậu có thể tự dưng vu khống tôi đã đồng ý với cậu cơ chứ? Ông chủ xử, vậy ông không định bán đợt hàng đó cho tôi đúng không? Tôi là ông chủ, đợt hàng này bán cho ai, tôi là người có tiếng nói cuối cùng. Hiểu rồi. Giang sách cất tài liệu đi, đứng dậy nói, ông chủ xử, ông không muốn bán hàng cho tôi cũng không sao, nhưng có thể để tôi chết rõ ràng, cho tôi một giải thích hợp lý không? Sử chính cương cất tờ báo đi, nhìn giang sách vài giây rồi lạnh lùng nói, cậu muốn giải thích đúng không? Không thành vấn đề, tôi sẽ nói cho cậu biết. Rick, tổng giám đốc châu báo thiệu anh, lấy một tỷ để ăn đứt lô hàng kia của cậu. Tôi là dân kinh doanh thì không lý gì bán thấp không bán cao đúng không nào. Có người trả giá cao hơn cậu, cậu phải nhận, ai bảo cậu không ký hợp đồng sớm hơn. Giang sách gật đầu, được rồi, tôi hiểu. Nhưng ông chủ sử, để tôi nhắc nhở ông một câu ông làm như vậy là bội bạc lần này ông kiếm được tiền nhưng những gì ông mất sẽ là tương lai ha ha mất tương lai sử chính cương không kiên nhẫn nói cậu nhóc cậu mới vào ngành châu báu được vài tháng mà đã dám tự phụ trước mặt tôi khi ông đây làm nghề này cậu còn chưa sinh ra nữa kia cút đi nhìn thấy cậu là tức mà sử chính cương hoàn toàn không quan tâm đến những lời của danh sách mấy kiểu hù dọa ông ta đã nghe quá nhiều rồi nhưng ông ta không biết lời người khác nói là hù dọa lời của chiến thần tu la là sự thật giang sách không nói gì lắc đầu cười khổ rồi bất đắc dĩ rời khỏi văn phòng bóng dáng trông thật cô đơn sau khi rời văn phòng trở lại xe giang sách đạp ga phóng đi vẻ mặt buồn bã của giang sách vẫn chưa biến mất cho đến khi chiếc xe đang chạy trên con đường nhựa đồng quê vắng vẻ anh thở ra một hơi dài và tự nhủ diễn trò thật sự là một công việc khó khăn suýt chút nữa đã không thể kìm được niềm vui trước đó rồi lúc này anh nhận được cuộc gọi từ kỳ trấn cậu giang tình huống thế nào tất cả đều ổn grip đã bỏ ra một tỷ để nuốt chọn lô hàng của chúng ta không có gì bất ngờ xảy ra hai nhà cung cấp còn lại cũng là tình hình như vậy thật không tốt thật tốt quá cuối cùng cá cũng mắc câu Giang Sách cười nói, việc chúng ta phải làm tiếp theo là bắt từng con cá mắc câu này. Chương 790, giết gà dọa khỉ. Đúng như dự đoán của Giang Sách, hai nhà cung cấp khác cũng đã gọi điện và từ chối việc hợp tác với Giang Sách. Lý do giống nhau, hàng hóa của họ đã được bán cho Rip. Biểu hiện trong điện thoại của Giang Sách cực kỳ đau thương, nhưng sau khi cúp máy, trên mặt anh tràn đầy niềm vui chiến thắng. Trở lại công ty, anh thu hồi nụ cười giả vờ rất buồn bước vào văn phòng rồi đóng sầm cửa văn phòng, cho thấy anh đang rất tức giận. Đương nhiên, cảnh tượng này cũng bị người của viên nhai vĩ nhìn thấy. Viên nhai vĩ vui mừng khôn xiết sau khi biết giang sách thất vọng và bực bội, ngay lập tức mở một chai sâm panh để ăn mừng. Chó săn thường dương cầm trên tay ly rượu đỏ, trên mặt mang theo nụ cười, hớn hở nói, lần này giang sách xem như hoàn toàn gặp hạt, phải mất hơn một tuần mới phân loại được nguyên thạch thượng phẩm, thế mà bị người ta chặn ngang như vậy, Cậu ta không kiếm được chút lợi ích nào, thật là sảng khoái nha. Viên nhai vĩ gật đầu, chứ còn gì nữa. Thằng nhóc này đắc ý mà khoe khoang lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lượt cậu ta chịu thiệt rồi. Ông không biết đâu, vừa trở về gian sách đã tức giận đóng sầm cửa lại. Đây là chuyện đã chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Càng nói chuyện, họ càng vui vẻ, thậm chí còn chạm ly với nhau. Thường dương tò mò hỏi, xếp viên, lần này chúng ta đã giúp Rip rất nhiều. Bên cậu ta ít nhất cũng phải chia cho chúng ta một phần phí vất vả chứ nhỉ?" Viên Nhai Vĩ cười ha ha, "Yên tâm đi, không thiếu phần của ông đâu. Cậu ta đã hứa với tôi là sẽ chia cổ tức 10% cho chúng ta, tức là nếu lô hàng này có thể bán được 10 tỷ, hai người chúng ta sẽ có thể được chia 1 tỷ, một người 500 triệu." Điều này khiến Thường Dương rất vui. "500 triệu, có nhiều tiền như vậy, còn đi làm làm gì nữa? Chỉ cần nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống là được." Viên nhai vĩ tự nhiên cũng rất vui vẻ, chỉ là trong lòng vẫn có chút không vui. Mặc dù lần này giang sách đã bị tra tấn đủ nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho cậu ta. Suốt cuộc, chỉ ăn chặn hàng hóa của giang sách, không tốn một xu nào trong 2,5 tỷ tiền mua hàng của anh. Nếu cũng có thể lừa được số tiền 2,5 tỷ tiền mua hàng của anh thì quá tốt rồi. Thường dương xua tay, ôi, tổng giám đốc của tôi ơi, lòng người không đủ nuốt voi lần này chúng ta cướp hàng của giang sách, vỗ béo châu báu thiệu anh, cũng đã xem như thành công rực rỡ rồi, đừng không biết đủ. Về phần tiền mua hàng 2,5 tỷ thì không cần lo. Có đối tác vàng là hai chúng ta ở đây, ông sợ rằng không có cơ hội để quét sạch cậu ta sao? Viên nhai vĩ cũng nghĩ thấy cũng phải, tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này, Giang Sách cũng mở một chai sâm banh trong phòng làm việc, cùng chủ tịch kỳ trần uống một ly, vô cùng vui vẻ tất cả hàng hóa đã được Rip mua hết. Lần này, mục đích của chúng ta đã đạt được, kỳ trấn nói. Giang sách nhấp một ngụm rượu và nói, về cơ bản, chúng ta đã loại bỏ được tai họa Rip này. Tiếp theo, chúng ta cần nhổ sạch đám tay sai của viên nhai vĩ trong công ty. Nói rồi, Giang sách lấy ra một cuốn sổ, trong đó ghi chi tiết tất cả thông tin về đám tay sai của viên nhai vĩ. Anh nói, đây là tư liệu tôi thu thập gần đây tôi đã sắp xếp người điều tra kỹ lưỡng công ty từ trên xuống dưới tay sai của viên nhai vĩ đã đóng góp rất nhiều trong hành động làm phản này về cơ bản mọi bộ phận đều có người của ông ta kỳ trấn cầm lấy quyển sổ xem kỹ càng nhìn trong lòng càng lạnh ông ta biết công ty về cơ bản là do viên nhai vĩ kiểm soát nhưng không ngờ nó lại bị kiểm soát sâu đến vậy thật kinh khủng tất cả quản lý các bộ phận đều có người của viên nhai vĩ và lại không chỉ ban lãnh đạo mà nhiều nhân viên bình thường cũng đã bị Viên Nhai Vĩ thu mua. Kỳ Trấn không hiểu, sắp xếp người trong ban quản lý thì tôi hiểu, nhưng ngay cả những nhân viên bình thường cũng bị thu mua. Vậy là sao? Giang Sách mỉm cười, đây là chỗ cao minh của Viên Nhai Vĩ. Chi phí mua nhân viên bình thường thực ra rất nhỏ, kém xa so với việc sắp xếp quản lý. Nhưng vai trò của những người này là vô cùng to lớn. Những nhân viên bình thường này làm việc và sinh sống ở tầng trệt quanh năm. Họ nắm rất rõ hướng gió ở phía dưới của công ty. Ngay khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, họ có thể thông báo trước cho viên nhai vĩ. Thậm chí, họ có thể châm ngòi thổi gió, khoe khoang về viên nhai vĩ tấn công đối thủ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bộ mặt của những người này cực kỳ khó coi, lời ghê tởm cỡ nào cũng có thể nói ra. Điều này không sai. Người ở cấp quản lý phải ăn nói có trách nhiệm, không thể nói tùy tiện song người ở cấp dưới có thể tung tin đồn thất thiệt mà không kiêng nể gì điều đáng sợ hơn nữa là những người này đã thành lập băng nhóm và phá hỏng bầu không khí của cả công ty hả kỳ trấn đột nhiên nhìn về phía giang sách tôi nói này cậu em giang cậu suốt ngày đấu đá với viên nhai vĩ theo lý thuyết cậu nên bị những tên chó săn cấp thấp này sắp xếp rõ ràng sao tôi không nghe được tiếng mắng nào về cậu chứ giang sách cười tủm tìm bởi vì bọn họ không dám tại sao bốn chữ, giết gà dọa khỉ. Giang sách nhấp một ngụm rượu và giải thích, trước đây, một nhân viên cố tình bịa ra tin đồn về tôi và nói những điều không tốt về tôi, nhưng tôi không hàm hồ. Đầu tiên là làm sáng tỏ trước mặt mọi người, sau đó tự tay tống kẻ đó vào ngục giam, phán 8 năm tù có thời hạn, đồng thời yêu cầu hắn bồi thường cho tôi 160 vạn tiền tổn thất tinh thần. Sau này gia đình hắn ta đến gây rối, tôi cũng không khách khí, tống tất cả bọn họ vào, người nhẹ nhất là nửa năm tù. Có nghĩa là gia đình của nhân viên đó đã bị tận diệt rồi. Kỳ chấn hít vào một hơi khí lạnh, cậu em Giang nhìn ra được thủ đoạn của cậu Tàn Nhẫn như vậy nha. Tàn nhẫn sao? Đối với chiến thần Tu La mà nói, anh đã làm những điều còn độc ác gấp 10 lần thế này. Giang Sách nói, có một số việc phải làm, tôi sẽ đối phó với nhân viên đồn thổi ác ý này bằng biện pháp nghiêm khắc nhất, đó là giết gà dọa khỉ. Sự thật đã chứng minh rằng sau khi tôi làm như vậy, không có nhân viên nào dám bịa đặt tôi nữa. Dù có người bàn luận về tôi thì cũng ít đi rất nhiều, sợ nói sai điều gì đó. Đây là uy tín. Vừa là quản lý vừa là giám đốc mua hàng, giang sách có vô số người ghen ghét đố kỵ, nếu không có biện pháp tạo dựng uy tín thì ngày nào anh cũng sẽ là tâm điểm của dư luận. Về điểm này, ngay cả kỳ trấn cũng bội phục sát đất. Giang sách có một mặt dịu dàng và cũng có một mặt cứng rắn, sử dụng những cách khác nhau để đối phó với những người khác nhau. Khả năng này không phải ai cũng có được. Kỳ trấn rót đầy ly của mình, cậu em Giang, vậy chúng ta hãy lập tức động thủ nhổ bỏ vây cánh của Viên Nhai Vĩ, được không? Giang Sách lắc đầu, "Không." "Sao vậy, cậu có kế hoạch khác à?" "Không, tôi chỉ muốn xem diễn trước khi hành động." "Xem diễn?" Khóe miệng Giang Sách nhếch lên, "Đúng vậy, chủ tịch, chẳng lẽ ông không muốn xem Rip sẽ phản ứng như thế nào sau khi bỏ ra 3 tỷ để giành hàng của chúng ta sao?" Kỳ Trấn cũng vui vẻ, sao không muốn xem cho được. Vở diễn này nhất định phải xem, vậy nghe lời cậu, xem diễn trước, sau đó lại nhổ cỏ. Được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 790.